Rau muống này nó cục quá em. Ăn được chưa? Không biết nó bự không, mấy nữa mà thấy hôm nay cũng hơi lâu lâu rồi, chắc em tính hái luôn. Nhìn thấy nó đẹp đẹp, dễ thương. Giống ông Solomon. Ông Solomon hơi có dễ thương ạ. À, đây có mấy trái bí phấn nè các bạn. Con trái này nó lên phấn quá trời nhiều rồi, chắc là gần thu hoạch được rồi nè. Nhưng mà cái này thì để càng lâu nó càng tốt ha. Còn đây thì mấy trái bầu bí treo lủng lẳng. Anh nghĩ cũng thu hoạch được các em. Dạ. Bữa nay thì trời sáng sớm rất là lạnh đó các bạn ha. Khoảng 12, 13 độ. Thì hai vợ chồng nông dân lại ra vườn. Bữa nay mình thu hoạch gì em? Chào cả nhà. Bữa nay thì đã thu hoạch mướp, rồi bí, rồi bầu, rồi có rau đắng nữa anh, với lại dưa leo, rồi cà chua. Nói chung là mọi cái ít nhưng mà nó cũng có để ăn. Nhưng đặc biệt hôm nay có cái loại mướp cục cục rồi các bạn. Thì hôm bữa mình xem ở trên YouTube thì thấy có cái loại mướp ở Việt Nam của mình nó cục hơn vậy nữa. Mà người ta hái nó mập phải không? Mà nó mập. Nó không, nó lùn như vậy nè. Anh thấy cái hái cỡ cỡ vậy à. Không biết tại sao mà người ta hái vậy á. Nó nhỏ 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 mà nó đều trái ơi, đều luôn. Thì cái này mình nghĩ chắc cũng không bự cho nên thôi mình hái luôn. Chào ông lấy cái... Cái này lục bây giờ. Cái kéo của nông dân lục quá mà. Cái này chắc nó dai. Không có. Cái kéo nó xài chưa 4-5 năm rồi, ăn chứ nó lục là phải. À, cái này không biết mướp này ăn thế nào. Để ăn rồi thử cho các bạn xem nha. Cho các bạn ý kiến nha. Nó cứng quá ha. Nó không có. Thì xưa mình trồng cái loại búp của Trung Quốc thì nó trái nó bự đúng không? Nó dài vậy nè. Nó cái vỏ nó hơi giống vậy nhưng mà nó hơi khác một xí. Mà ăn thì nó không có ngon bằng. Ừ. Mà không biết để mình ăn cái này coi sao. Cục cục hay hết hả? Còn hai cái này thì còn hơi nhỏ ha. Còn 1, 2, 3 trái. 3 trái. Hình như trái này thu hoạch được không? Ồ, trái này luôn anh. Ừ, trái này anh thấy nó lâu rồi. Mùa này nó lạnh rồi, nó lâu lớn lắm. Ừ. Còn bí cả, bí nó. À, với bầu đi. Năm nay được trái bầu lâu và lớn vậy. Ừ. Đại vô cùng. Ừ, cũng ngon chứ bầu. Mới có trái loại bí bầu này. Bầu, bầu sao Việt Nam. Bầu này nhỏ nhỏ thì chắc ngon. Giờ tự nhiên thấy bí ra quá trời anh. Ừ, ra nụ quá trời luôn này các bạn. Ở đây thì được hai trái bí đào. Wow, bự quá. Bà hỏi mình hái cũng bự kìa. Mà ăn cũng còn non chẹt à. Cái bí người ta để già ăn cũng được ha. Nhưng mà cái loại bí đao này thì già quá thì nó hơi chua chua phải không em? Dạ, cái này ăn non ngon hơn. Ừ. Thì có mấy em kêu mình để già để làm mứt bí đó nha. Còn đây, trái này hái được luôn nè. Quá ngon các bạn. Wow, nặng phải không? Còn đây hai trái mứt bự nè. Bà hỏi mình hái mấy trái mướp kia, non chạc luôn á. Non hả? À. Cái này em thấy nó mập quá này. Thì mập, mà cũng còn non các bạn. Cái này nó phì giống ông Solomon luôn. Này mướp phương Việt Nam. Đây một trái nữa nè. Mấy cái vàng vàng chắc chắc luôn hả? Anh thấy cái đó vàng nó phải hư không? Cái nụ á. Cái này hả? Ừ. Không, cái loại mướp này nó hơi giống như cái mướp đằng kia, thấy không? Cái da của nó vậy đó. Còn cái này là mướp phương Việt Nam mình. Ồ, còn cái trái đó, nó cũng vàng đó. Trái đó thì cái giống như cái mướp kia vậy đó. Ừ. Này, mướp phương Việt Nam. Còn cái kia, cái màu nó vàng vàng. À, mình cứ tưởng nó hư nhưng mà nó... Không phải hư. Bầu cái mướp này bự quá ha. Wow. Ê, trái bí. Quá nhiều rồi. Rồi, còn thu hoạch gì nữa. Rau đắng này luôn đi. Rau đắng thì hôm nay hai vợ chồng bỏ ở đây nhưng mà nó... Chỗ này nó lên rất là tốt các bạn ha. Thì có em có comment cái... nói là sao không thấy cái quả rau đắng. Có lấy cái rổ chưa? Quả đây nè. Thì rau đắng thì hôm nay cũng có hái ăn nhưng mà không có quay. Tại nhiều khi cần thì mình hái thôi.
rồi đắng lại vô ăn bún mắm ha. Thì hai vợ chồng trọng phỉnh nhỏ này thôi, cũng ít ăn ở nhà, là chỉ ăn bún mắm được thôi, chứ lâu lâu nhiều khi luộc thì mình không ăn được, đắng quá. À, ngon quá nè, rất là tươi luôn rồi. Đó, ở đây trong chợ nó bán nhiêu đó đó. Bó một bó như vậy không? Dạ, yeah. Bó cũng mấy bạc, 4 đồng. Cái này rau đắng này hồi đó mình bỏ mùa đông á các bạn, mình đem vô trong nhà kính mình để cái nó dưỡng cái gốc nó. Dạ. Mốt mình đem vô nhà kính mình để, mà đừng có để nước anh. Ít thôi, giống khô khô vậy đó. Nó mạnh mẽ hơn. Năm sau mình trồng thêm chậu nhà vuông vậy nữa đi. Cái này anh thấy để ngoài nắng quá thì nó không tốt em. Ở đây mà trời nó ấm ấm, nóng các bạn, mà để trong mát mát thì nó lên. Nó lên rất là muộn. Thì cái này cô chú muốn trồng cũng mình mua giống về rồi mình ngâm á, nước rồi mình nó ra rễ mình trồng. Nhưng mà trồng nếu mà muốn để qua mùa thì mình phải đem vô nhà, không thì để ngoài nó chết. Đó, chỉ một vuông như nó cũng nhiều. Hai nhiều quá. Ăn cũng không hết luôn. Hai chồng ăn lẩu mới hết thôi chứ. Cần tạo một bữa nông dân ông bứng lên ông trồng xuống này cũng tốt, có ăn hoài. Thì các bạn thấy ở đây cái vài qua tháng 9 cái không khí hay là thời tiết trời nó ấm ấm như thế này các bạn. Rồi cái gì nữa em? Dưa leo anh với lại cà chua anh ơi. Xe lạnh. Cà chua thì ở chỗ này các bạn. Hôm hái một lượt rất là nhiều. Bữa nay nó bắt đầu nó chín lại. Trời lạnh cho nó chín mà chín kiểu khác, không còn màu mượt mà giống như ngay trời nắng. Nếu mà chín mà nó không có rực rỡ. Mấy cái này mình hái hết đây, cái mình vô mình bỏ trong nó ấm vậy mà nó sẽ đỏ tươi lại. Nói chung là trồng năm nay cà chua cũng được ha, trồng trong chậu. Thì cà chua cô chú bác trồng thì phải tỉa nó các bạn ha. Nhất là tỉa lá. Trà này ăn ngon không em? Bột. Trà này bột ha. Mấy cái hai cái trái ẩn ẩn dưới hai luôn. Cà chua nó có cái trái nó có cái mí chỗ này nè các bạn. Cái mình bẻ ngang cái nó gãi dễ lắm. Vậy đó, là mới là đúng hai cà chua. Ôi trời, nặng quá, sức luôn rồi. Hái dưa leo luôn. Dưa leo thì sắp tàn rồi. Cái này xong chắc dẹp luôn. Mấy trái cuối mùa. Nhôm nhất. Cái đằng kia cũng còn được mấy trái cả. Chắc hai lần này là hết rồi. Trời nắng mấy bữa cái nó lớn nhanh.
làm cho nó cùng. Còn không? Đây con trái nè, trên đó. Cùng đọt rồi ha. Ừ. Ổn sao? Nè, đây là cái trời nắng nắng cái nó lên nụ nữa. Ừ. Chu chu năm nay trồng ở đây thì nó cũng không có nhiều trái các bạn ha. Khổ qua thì bữa nay cũng ui dạ. Còn rất là nhiều trái này, nhỏ nhỏ nè. Chắc chừng 2-3 ngày nữa hái được rồi. Rồi, nhìn đó em, cải rổ luôn ha. Ok. Mấy cái này chờ nó ra ấy, phải khỏe cái mình ngắt hết những cái lá bự á, cho những cái lá nhỏ nó lên thì nó mới ra cái bông tốt được nha. Này bông cải mini còn ha. Cái này nó cũng chịu lạnh, mấy ngày nóng quá cái nó cũng bị hơi quéo quéo. Cái này chắc bữa mình phải làm lá bớt sạch lại ha. Thì hôm nay bận quá chứ thường là mình thu hoạch xong là lúc nào lá mình cũng tỉa sạch trơn. Mình sẽ xới đất, mình bỏ xíu phân bò vô cho nó thì nó mới mập được. Cộng bên đây luôn. Nói chung là trồng cải rổ hôm nay thu hoạch rất là nhiều lần hả con ha. Cái này ăn đến khi nào mà mùa đông đổ bộ mà nó âm, các bạn gần âm cái thì nó sẽ bị chết. Chứ mà trời mà bằng đêm 4-5 độ là nó sống dai lắm. Mấy cây cà bông cải này vừa mình thu hoạch xong cái mình bứng từ trong chậu ra đây nè các bạn. Như trời nắng sắp lên này, đó cũng nhiều nè, vô đây là hai vợ chồng nè, ăn một bữa cơm mày, hình như còn đây cộng nữa, giờ thì nó hơi nhỏ nhỏ nhưng mà cái cộng ăn rất là ngon con ha, vậy là cái vô cái mình luộc mình ăn luôn, khỏi cần phải là bỏ gì hết. Nói chung là bữa nay có mấy trái bầu, trái bí rất là ngon, mướp, rau đắng cũng rất là ngon của em ha. Cải rổ cũng ngon, nói chung cái gì cũng ngon. Đó. Dưa leo cuối mùa, đó. Cà chua chắc cũng cuối mùa luôn rồi ha. Hết rồi, xong rồi. Hết trái luôn hả? Ừ, hết rồi, giờ này hái xong rồi dẹp nó lạnh rồi. Dưa leo cũng cuối, nói chung là còn khá ít thì có là ăn là hên rồi, mùa này thì cũng không có còn rau cải gì nhiều nha, nhầm cái cô chú anh chị trồng chắc cũng tàn lâu rồi ha. Nói chung thì cuối mùa cái gì cũng sắp tàn hết. Ha, thì bữa nay hái được mấy trái bí ngon quá trời, năm nay thì gia đình mình bội thu bí đao luôn, qua trời luôn, mua cái loại này sao mà cái giống này ngon quá chừng. Bí đao thì năm nay hái cũng rất là nhiều em ha. Nhưng mà bầu năm nay tệ, hái cũng mới có hình như là 4-5 trái vậy thôi. Mướp của Phương thì nói chung cũng không bằng năm rồi nhưng mà cũng có để ăn. Rất là ngon luôn. Nhưng mà còn có ăn nữa, chắc cũng mấy đợt nữa, 2 đợt nữa.
vài lần nữa thì cái này chắc cũng vài lần nhưng mà không có nhiều nha. Nói chung mỗi lần hái thì 3-4 trái, 4-5 trái thì đủ ăn. À, bí thì nó cũng còn ra nụ nhiều nhưng mà khi mà trời mưa nhiều các bạn thì nó nứt rồi. Anh thấy đằng kia có con trái nó nứt, nó bự rồi mà nó nứt. Cũng không phải mưa nhiều mà em nghĩ chắc trời lạnh không có nắng á, ra cái nước nó thoát không được thành ra nó bị nứt. Đúng mùa rồi. Này ngộ lắm, 20 độ của mùa này với 20 độ của mùa hè nó khác nha. Giống như bữa nay nhầm kia tới trưa nó lên 20 độ nhưng mà cái khí hậu của nó mặc dù 20 độ nhưng mà cảm giác là nó cũng hơi lạnh, chỉ cái nắng nó rất là nhẹ chứ không phải là nắng gắt như mùa hè. Cái đó là cũng như là nó nắng bằng ngày thôi, với lại cái nắng nó cũng khác. Nhưng mà bằng đêm thì mặc dù bằng ngày 20 độ bằng đêm nó xuống rất là lạnh đó các bạn ha. Cho nên cái rau mà nó bằng ngày nóng bằng đêm nó lạnh như vậy thì nó cũng không có tốt. Bữa nay thì thu hoạch rau đắng rất là ngon luôn nè. Giòn rụm cải rổ, bí, bầu, mướp, đó, dưa leo, cà chua, nói chung là cái ít không nhiều nhưng mà đủ để ăn ha. Quá ngon. Thì dưa leo chắc cuối mùa rồi, cà chua cũng cuối mùa, nói chung chắc hết rồi. Cải rổ thì chắc cũng có thể dài được vài lần nữa. Bầu bí thì chắc cũng có thể còn ha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.